Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Buổi chiều muộn ngày 12 tháng 6 năm 2023, báo cáo với lại các thượng đế với cái tinh thần vượt nắng thắng mưa. Vẫn cứ coi như thế là chẳng ni lông vào. Đấy, phủ cho một cái áo mưa lên chốc để coi như thế là đi 1 2 3 4 để gửi 4 cái thùng hàng cho các thượng đế khắp 63 tỉnh thành. Đầu tiên là đây, ở bên trong này là chiếc đài Sony Comodian CFS cao watt 300 SC của sư phụ U70 ở tỉnh Vĩnh Phúc. Cái thùng xốp này là thùng xốp của sư phụ. Đấy, thế này là đệ vẫn cứ tận dụng lại để cho nó đỡ thóc nhá. Đấy, địa chỉ tới thôn Nhật Tiến 2, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, mang biển số 88. Trân trọng cảm ơn sư phụ đã tin tưởng vào y thuật của đệ. Còn đây là băng cassette. Địa chỉ tới số nhà 20 đường bờ sông, thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thủ đô Hà Nội. Đây là mã số của đơn hàng. Đấy, lưu ý là hai cái vòng cao su bánh trung gian cửa B Sony 710 là mình để trong cái hộp băng cassette mà cái vỏ băng này là mình dính ni lông vào rồi nha, lưu ý. Đấy. Ở đây là băng cassette trân trọng gửi tới người thượng đế ở địa chỉ 404 này, 404 này, quốc lộ 22B, ấp Bến Mương, xã Thạch Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, mang biển số 70. Trân trọng cảm ơn ngài. Đây là băng cassette thâu theo yêu cầu. Địa chỉ tới phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thủ đô Hà Nội. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các thượng đế 63 tỉnh thành đã gửi chọn niềm tin vào nơi Khang Audio 18 Bình Dương. Xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn. Chào thân ái. Xin chào.